mất ngủ, ngủ ít. Ngủ chập chờn không sâu giấc là những biểu hiện của hội chứng rối loạn giấc ngủ mà nhiều người gặp phải hiện nay. Chị Hồng, 42 tuổi, có triệu chứng ngủ ít, ngủ không sâu giấc, đau đầu, buồn nôn và nôn. Thỉnh thoảng, chị còn có cảm giác ù tai, nghe như có tiếng ve kêu bên tai. Sau khi khám với tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Văn Doanh, chuyên gia nội thần kinh của Thu Cúc TCI, chị Hồng được thực hiện một số chẩn đoán cận lâm sàng gồm chụp X-quang cột sống cổ thẳng nghiêng, đo lưu huyết não, điện não đồ. Kết quả khám của chị Hồng phát hiện chị bị thiếu máu lên não mà nguyên nhân sâu xa là do tình trạng gai đốt sống cổ lâu ngày chèn ép dây thần kinh làm hẹp dòng máu lưu thông lên não. Tiến sĩ Doanh đã giải thích, kê đơn thuốc, tư vấn chế độ tập luyện, ăn uống hợp lý cho người bệnh. Theo các chuyên gia, khoảng 80% trường hợp rối loạn giấc ngủ thường gặp nhất là chứng mất ngủ do thiếu máu não. Rất nhiều nguyên nhân gây thiếu máu não như xơ vữa động mạch, tổn thương cột sống cổ, bệnh lý ở não mạch não, bệnh lý tim mạch, vân vân. Nếu không được điều trị, thiếu máu não sẽ ngày càng nặng và kéo theo nhiều biến chứng, nguy hiểm nhất là đột quỵ não. Khám não thần kinh tại Thu Cúc TCI với các bác sĩ giàu kinh nghiệm, chẩn đoán chính xác với hệ thống trang thiết bị hiện đại như đo lưu huyết não, chụp cộng hưởng từ MRI sọ não, mạch não, xét nghiệm tự động bằng robot giúp phát hiện sớm, điều trị kịp thời và đúng bệnh, ngăn biến chứng nguy hiểm. Liên hệ chuyên khoa nội thần kinh của Thu Cúc TCI để được tư vấn và hỗ trợ đặt lịch khám.